Thưa quý vị và các đồng chí, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban chỉ đạo tỉnh triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ban chỉ đạo các cấp chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Kết quả nổi bật trong năm qua đã xây dựng nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có 109 mô hình được chỉ đạo hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động tại địa phương cơ sở, được đánh giá hoạt động hiệu quả. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022, Bộ Công an tặng 15 bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 7 cờ thi đua và 77 bằng khen cho tập thể cá nhân. Tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 5 tập thể bảo vệ dân phố, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân, công an xã bán chuyên trách, công an tỉnh tặng 74 giấy khen cho các tập thể cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu năm 2023, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cho công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.